Ok và hai, xin chào tất cả mọi người. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh YouTube của mình. Và chào mừng anh em đã quay trở lại với Mini World. Ok, thì mình chính là Phong Cận TV đây. Thì như anh em đã thấy là hôm nay anh em thấy skin của cả team mình nhìn lạ không? Đó, hôm nay bọn mình là đang hóa trang thành đặc nhiệm siêu nhân. Đó, anh em thấy bọn mình ngầu không? Trời ơi, và bọn mình đang ở trong cái thành phố đang bị chiếm đóng bởi những bọn zombie vô cùng là kinh dị. Anh em nhìn cái con bên ngoài xanh xanh ngoài kia kìa, nhìn y hệt khổng lồ xanh luôn. Còn đây là những người anh em của bọn mình. Đó, đó là những người anh em đặc nhiệm của bọn mình nè. Đó, và bọn mình chính là đặc nhiệm cao cấp anh em ơi. Còn những người này chỉ là đặc nhiệm bình thường thôi. Đó, đặc nhiệm cao cấp là phải mặc đồ nhìn như siêu nhân này, thấy không nè. Màu xanh nè, màu vàng, màu hồng, màu xanh lá cây nè, rồi màu đỏ nè. Trời ơi, nhìn y hệt như là năm anh em siêu nhân luôn. Ok, rồi chúng ta bắt đầu đi xử lý bọn yêu quái này thôi nào. Let's go. Bây giờ trong đây nè, nó có súng nè, hình như nè tôi thấy để ý có súng hay sao á. Nè, ờ. Súng là nhiều loại không vậy? Đúng rồi, có đạn này là đạn vĩnh viễn luôn anh, đạn vĩnh viễn luôn. Y chang như là ở trong chi luôn ba. Ơi, có giáp luôn nè. Lút đồ. Nhưng mà sao giáp cùi quá vậy? Từ máy đó nè. Ờ, cái gì vậy? Robot đúng không? Ừ đúng rồi, giống robot á. Cái này đặt ra ngoài hả? Ừ đúng rồi, đúng rồi. Ui, nó tự động bắn cho mình luôn sao kìa. Có nó di chuyển được không vậy? Nó không di chuyển được, nó chỉ bắn được thôi. Đi, bây giờ mình phải... Wow. Hấp dẫn ta. Trang phục vào này. Xong chúng ta sẽ cầm súng ở hai tay. Đấy, con robot này thì để... robot thì để tạo đâu ta? Đây, để tạo đâu mọi người ơi qua đây nè, có điểm lưu hồi sinh nè. Lưu lại. Ok, let's go. Đi thẳng lên. Ôi trời. Ui, nhìn mấy con zombie à. Trời ơi, mấy con zombie nhìn ghê quá à. Ôi, bắn nó. Ui. Ui, bắn hút nó kìa. Ui. Này khổng lồ xanh nè. Ôi trời. Ôi, con này khỏe quá nha. Ôi, nó dưới em kìa, dịch ơi. Xung bé nhanh hơn à? Ôi chết rồi. Để em giảm tiếng kem, có cái này là to quá. Ui. Lên chơi cái xung bé này bắn bữa ấy. Zombie nè. Ôi. Mấy con này kinh dị quá anh ơi. Giết chung đó. Ôi rồi giờ làm sao mình qua? Bên này. Đường đây nè, bên này dịch. Ở đây hả? Bên đây nè. Bên này có gì vậy? Không có gì đây. Bắn lại. Zombie kìa, bắn nó. Ôi. Trời ơi, giống nó luôn quá. Hết đạn rồi. Rồi. Ôi, đồng đội của mình thì biến thành zombie luôn kìa. Trời ơi, gì ghê vậy? Tính ra trong này là có quá trời zombie nữa, là cảnh sát chứ không phải là con người. Wow. Nhiều ơi. Ôi, dịch ơi. Dịch ơi. Nó cái con zombie đặc, con zombie mặc giáp đặc nhiệm á là nó rơi súng được nha. AK hả? Wow. Ui, AK luôn. Lần đầu tiên thấy siêu nhân cầm AK luôn. Ôi, hình như là trong những căn phòng này là nó có vũ khí nè. Đúng rồi. Lên trên này còn có lối đi đây chị ơi. Ôi, có skyline luôn nè, sao nhiều lại súng quá vậy? Wow. Ôi. Dơm nè. Ở trên này nè. Trên nóc nhà này à? Trên nóc nhà có gì anh? Nóc nhà bên kia rồi, thấy ai không anh Dịch? Ai vậy? Kìa, chứ anh nóc nhà ở trên nói chuyện rồi. K98. Wow. Đó là trực thăng tới cứu mình nữa. Ủa, ông Dịch đang ở đâu vậy? Đồ tiếng là có K98 luôn hả? Có K98 ở đây luôn nè. Ôi, có chừng. Cho mượn khẩu K bắn coi. Dơm nè. K98. Mày, ôi, K98 bắn lắc quá à. Ôi trời. Đâu, chỗ nào vậy? Trời ơi, chạy đi, tìm súng hoài, lo bắn zombie đi, ông Dịch, ông kiếm súng hoài. Ui, có mấy con gì nữa kìa. Ui, ôi trời. Ôi, cái con gì nhìn ghê quá. Ui. Ôi, có chó zombie nữa kìa, trời. Có chó zombie nữa nha. Mày á, zombie, à, mọi người ơi, cứu tôi với. Mọi người ơi, vậy, cứu tôi với, tôi bị giết. Mày bắn nó rất là súng nha. Đúng rồi, mình bắn nó, nó rớt ra súng anh ơi. Ôi, trời ơi, mọi người ơi, xem nó tôi bị zombie ăn thịt rồi. Mình đang giữ 3 cây M4A1 nè, bạn nào lấy không? Ừ, đã bắn nó rớt ra M4A1 nha. AK ngon lắm nha. Lấy AK xí các bạn. Ôi. Ôi, vậy đó, dịch qua coi nè, đây là tiệm tạp hóa nè anh, tiệm tạp hóa có bánh kẹo nè. Ôi, zombie. Ôi, cái chân zombie kìa. Ôi, vậy thì bắn anh. Ôi, trời. Wow. Bên ngoài bên con kìa.
Ui, nó vừa tôi tưởng nó là zombie mà tôi bắn vô nó luôn. Màu xanh tưởng zombie trời. Ôi chị 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 bên đây có gì nè? Cái cây coi. Ai này bật đèn anh hả? Ở bên đây có một cây xì cái lai là dịch lắm á. Đu. Dạ dạ dạ. Chơi coi. Ghê vậy. Trên lầu á, trên lầu á. Bạn toàn snack không vậy? Snack. Trời ơi. Em nhìn thằng khăn dừa em cứ tụi bên ngoài. Đó, khán vừa lần sau đi kiếm cái bộ đồ á, bớt cái màu xanh đi nha, tưởng là zombie không à. Ở bên đây nè, bên đây mọi người, bên đây còn quái vật chưa bắn hết nè. Anh em biệt đội tiến lên. Không, ý là con chó zombie anh ơi. Tức là em chửi zombie hay là con chó nó thành biến thành zombie? Ôi, cái chân kìa. Cái nhà này dễ luôn. Ok đây, cửa khóa nè. Bên đây đông quá à. Đi. Nó hướng dẫn mình đi. Ê, mọi người ơi, còn nhiều lắm nè. Sao mất hết đi, cứ đi đâu không vậy? Lụm cái M4, cho tôi cái M4 đây. Thật ra là mấy cái nhà này toàn bị khóa cửa nhưng không muốn vào sao? Cho M4 nè. Cái M4 bắn mạnh không? Thằng hố. Sau lưng còn mấy con kìa, có chừng. Anh em tiến lên. FBI đây. À, trời nó đánh dí kìa, bắn nó. Lưu hết rồi. Rồi, tôi ơi, trên đây có súng gì không? Rồi lại lại Skyline nè. Có chừng giúp mấy kìa. Ôi. Đây có đường xuống nè. Ủa, trong này có gì ạ? Rô ra, cho mấy con rô ra nè. Trời má, nó xinh à. Trời ơi, dưới có gì vậy? Tôi kêu xuống đây đi, để cái đường này nè. Xuống đâu đây. Vậy? Ở bên dưới đây nè, bên dưới hầm mọi người ơi, đi xuống hầm, xuống hầm. Rô ra, chú xuống tung. Chú hầm mày khen ơi. Bây giờ chúng ta sẽ đi xuống hầm. Trời ơi, nhìn Phong nó lặn rồi, trời ơi, như con rái cáo vậy bà. Ờ, chứ bà khét tôi quá ha. Trên tôi ơi trời. Đùi, em lập được khẩu rô ra, bắn sướng quá vậy tôi. Trời ơi, đây là anh vừa lấy rồi. Hả gì vậy? Mình nói là mình đâu trời. Trời ơi. Ôi, dơm kìa, lo bắn đi, bạn bè hoài. Siêu anh hùng vô mà nhiều chuyện hết sức hả? Ôi. Dơm nè. Dơm. Go. Moving on, let's go. Let's go. Chính là bọn mình thiếu mất mấy cái quan trọng của siêu anh hùng. Kết hợp vũ khí không? Đây là 5 con lạc quăng nha các bạn, đây là 5 con lạc quăng. Sau rồi tí nữa hồi đi cuối map có gọi siêu thú không ở TV? Ê, có khi nào tí nữa mình gọi thêm cả robot nữa không? Lên đi! Lên từng người thôi, làm gì chen chúc như vậy? Lên lúc chân! Ê, thang máy nè, vào đây, thang máy nè, vô đây. Đây. Bên đây nè, mọi người, vô đây. Ê, ở đây có cầu thang máy nè. Thang máy nè. Dịch đâu, khang đâu. Vô, nhanh đi, zombie đến bây giờ. Ai chơi bỏ anh em trời. Ok, let's go. Làm gì quá. Thằng bấm đi. Trời ơi, xuống lại nè. Rồi lên đi. Không chịu khang vô rồi, trời ơi. Đi vô, ông Dịch, tôi bắn không bây giờ nha, ông Dịch. Ngoài nó tìm trời. Tôi có súng đó nha. Rồi, đi. Ok, tầng tiếp theo hả? Lên tầng cuối luôn hả? Qua luôn rồi. Không biết nữa, đi vô tầng này đi, coi có cái gì không? Đi vô. Giờ hỏi tầng này có còn zombie không? Lên đi. À, không có gì à, mấy cái tầng này không có gì, là mình lên trên nóc đi. Lên trên coi, lên trên tao mất công đi xuống trời. Đi. Lên, có khi nào mà nó cho mình khám từng tầng một. Ok, tầng này là có quái nè, rồi. Ê, cứ chờ nha. Ui. Anh em cẩn thận. Trời má, cái khu gì mà nhiều quái vậy? Ok, anh em chuẩn bị chưa? Để tôi lấy đồ, tôi lấy robot ra. Anh em chuẩn bị chưa? 1 2 3 xong lên. Đặt robot ra nè, rồi ok. Chạy đi. Em đây, em xây con zombie. Để cú này để chạy mà Phong ơi. Bình tĩnh. Từ, còn mấy con này từ em giết xong rồi. Đừng giết tao rồi.
Ôi mấy con này hồi sinh được. Mấy con zombie nó hồi sinh được anh ơi. Mấy con này hồi sinh nè. Đi lại đi. Trời ơi, cái rồi nó bắn cái viên đạn nó bay tròn. Con kia xuống đặt rốt xuống á. Hết rồi anh ơi. Chạy đi. Anh em lên trực thăng, lên trực thăng, chuẩn bị chốt. Lên trực thăng, nhanh lên. Ây da, tôi chưa kêu cảnh máy bay rồi. Ok, đi được rồi, may quá. Biệt đội xe anh hùng chúng ta chiến thắng rồi, yeah.